Kính chào quý vị. Hôm nay thứ Tư ngày 9 tháng 3 năm 2022, mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, hôm qua đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp bà Emmanuel Bavillon-Frosser, tân Tổng lãnh sự Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh, đến chợ ra mắt nhân dịp nhận nhiệm kỳ mới tại Thành phố Hồ Chí Minh. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên chúc mừng bà Emmanuel Bavillon-Rosser được bổ nhiệm làm Tổng lãnh sự Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh, bày tỏ sự trân trọng về những tình cảm chia sẻ trong công tác phòng chống dịch COVID-19 của Pháp với Việt Nam nói chung, với Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Pháp hiện là đối tác thương mại châu Âu lớn thứ 5 của Việt Nam. Riêng Thành phố Hồ Chí Minh đã có chương trình hợp tác với thành phố Lyon, thực hiện nhiều công trình chiếu sáng mỹ thuật, kiến trúc đặc sắc, ấn tượng. Hơn 300 dự án cũng đã và đang được các nhà đầu tư Pháp triển khai tại Thành phố Hồ Chí Minh. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên tin tưởng thời gian tới, quan hệ giữa Việt Nam, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh, sẽ được tăng cường cả về chiều rộng và chiều sâu. Mong muốn bà Emmanuel Bavillon-Rosser tiếp tục hỗ trợ chia sẻ với Thành phố Hồ Chí Minh cũng như Việt Nam, góp phần cho mối quan hệ hợp tác giữa hai nước phát triển ngày càng tốt đẹp. Tân Tổng lãnh sự Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Emmanuel Bavillon-Rosser đánh giá cao sự phát triển ấn tượng của Thành phố Hồ Chí Minh những năm qua, đồng thời cho biết cộng đồng doanh nghiệp Pháp luôn mong muốn đóng góp cho sự phát triển của thành phố, đặc biệt là các dự án phát triển đô thị, xử lý rác thải, giao thông công cộng. Tổng lãnh sự Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng đồng hành kết nối để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các thành phố của Pháp với Thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi tiếp, hai bên đã trao đổi một số nội dung hướng đến chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Pháp. Tập trung giải quyết các vấn đề tồn động liên quan tới các công trình xây dựng, giải quyết những phản ánh chính đáng của người dân là yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đối với Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trong buổi làm việc hôm qua. Lãnh đạo thành phố cũng đề nghị Sở Xây dựng đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án cấp bách quan trọng như cải tạo chung cư cũ, xây dựng nhà ở xã hội, tăng thêm mảng xanh phục vụ người dân. Phát triển thêm 6,6 triệu mét vuông diện tích sàn xây dựng nhà ở và nâng diện tích nhà ở bình quân là 21,2 mét vuông trên một người là một trong những chỉ tiêu quan trọng mà Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh xác định thực hiện trong năm 2022. Bên cạnh đó, sẽ trồng mới và cải tạo 6.000 cây xanh trên địa bàn thành phố, xây dựng 10 hectare công viên, 2 hectare mảng xanh. Tại buổi làm việc, Sở Xây dựng cũng kiến nghị 17 nội dung trọng tâm để thực hiện tốt nhiệm vụ thành phố giao, như thực hiện tháo dỡ, di dời, đầu tư xây mới, thay thế các chung cư cũ, rà soát quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội, cải tạo kênh rạch, chỉnh trang đô thị. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đề nghị Sở Xây dựng tập trung rà soát hệ thống, giải quyết và tham mưu giải quyết các vấn đề tồn động, các công trình xây dựng kéo dài. Nếu làm tốt, không chỉ giải quyết được nhu cầu cho người dân mà còn góp phần thu hút nguồn vốn đầu tư, đóng góp cho sự tăng trưởng kinh tế của thành phố. Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cũng đề nghị Sở Xây dựng đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, tập trung giải quyết các vấn đề phản ánh của người dân. Một trong những vấn đề mà dân người ta kêu với chúng ta nhiều đó. Đó là vấn đề hoàn công trình, hồ sơ, thủ tục, thời gian. Đấy, thì những cái chuyện mà chúng ta sáng kiến, chúng ta đặt ra này, thì làm sao chúng ta đi cho nó, đi tới tận cùng và đưa ra áp dụng được. Ưu tiên bố trí vốn để các đồng chí tập trung ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ cho cái việc mà cải cách hành chính, giải quyết các cái vấn đề theo cái chức năng quản lý nhà nước của mình, nhưng mà đáp ứng được cái nhu cầu của người dân, tránh gây phiền phức, tránh mất thời gian, giảm chi phí cho người dân. Các cái quy định về quản lý chung cư là gần như có hết rồi, nhưng bây giờ gần như là các cuộc mà đông người dân băng rôn rồi đơn thư là chung cư rất nhiều. Đây thì bây giờ cái chuyện này chúng ta phải, cái bộ phận phụ trách này phải làm sao chúng ta nhận diện ra các vấn đề lớn đang nổi lên liên quan tới chung cư, rà soát lại các quy định, rà soát lại tổ chức thực hiện các quy định, và chúng ta phải có một cái thống nhất, cái hành động để làm sao ta xử lý cái việc này. Về dự án công viên Bến Bạch Đằng, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh góp ý công viên nên có thêm nhiều cây xanh và một số công trình tạo bóng mát cho người dân và du khách. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất trồng hoa tạo mảng xanh ở khu vực cỏ hình năm cánh sen, dự kiến hoàn thành trong dịp 30 tháng 4. Dài 1,2 km từ cột cờ Thủ Ngữ đến cầu Thủ Thiêm 2, công viên Bạch Đằng hoàn thành hồi cuối tháng 1 đã nhận được nhiều sự hưởng ứng tích cực của người dân, tạo thêm điểm nhấn mỹ quan đô thị cho thành phố.
Chiều qua, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Thành ủy viên, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi về việc giám sát thực hiện pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021. Theo báo cáo, hàng năm, Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi đều xây dựng chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên các lĩnh vực, quản lý sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, vốn đầu tư công, quản lý khai thác sử dụng tài nguyên thiên nhiên, dịch vụ công cộng, quản lý sử dụng lao động, v.v. Huyện đã xử lý trách nhiệm 130 cá nhân, thu hồi nộp ngân sách nhà nước 16,8 tỷ đồng. Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh Văn Thị Bạch Tuyết đánh giá cao những nỗ lực của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi trong việc thực hiện pháp luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021. Thời gian tới, Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng cho cán bộ công chức viên chức về ý thức thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong mọi hoạt động, hoàn thiện cơ chế quản lý, mua sắm và trang bị tài sản cho các đơn vị. Thưa quý vị, số ca nhiễm COVID-19 những ngày qua có xu hướng gia tăng. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, hôm qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức đã ký văn bản về việc triển khai đợt cao điểm bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà. Trong chiến dịch này, ngành y tế sẽ lập danh sách theo dõi, xét nghiệm cho tất cả người cao tuổi có kèm bệnh nền trước ngày 20 tháng 3. Y tế cơ sở cũng tăng cường phát thuốc, hướng dẫn chăm sóc F0 tại nhà. Chúng tôi đang có mặt tại nhà của một F0 trên địa bàn phường 1, quận Phú Nhuận. Và F0 này thuộc phân loại nhóm nguy cơ cao theo quy định mới của Bộ Y tế. Và F0 thì được phát thuốc, thăm khám sức khỏe và đo nồng độ oxy thường xuyên. Khi vừa test nhanh cho kết quả dương tính, vợ chồng bà Trần Thị Lợi báo ngay với y tế phường và đã được hỗ trợ kịp thời. Đội y tế lưu động phường 1 khi có mặt đã tiến hành test nhanh lại lần nữa để xác định chính xác tình trạng bệnh nhân. Khi mẫu cho kết quả dương tính, thành viên trong đội tư vấn trực tiếp các thông tin về điều trị bệnh cho F0 tại nhà. 4 ngày nay, tự nhiên nó ho nhiều quá, ho không ngủ được. Rồi sáng hôm sau đó, test thì mới biết là nó bị dương tính. Báo ở địa phương đó, rồi có cho người xuống. Trước đây, nhóm nguy cơ cao là những người trên 65 tuổi và không phát hiện bệnh lý nền. Thế nhưng, theo điều chỉnh mới, nhóm này hiện gồm cả người trên 50 tuổi, chưa phát hiện bệnh lý nền và chưa tiêm đủ liều vaccine. Điều này cũng tạo nên áp lực cho y tế cơ sở, vì đối tượng thì mở rộng ra, nhưng nhân lực vẫn chưa được tăng thêm. Thậm chí, có trường hợp phải nghỉ do trở thành F0. Bảo vệ nhóm nguy cơ, thì hiện tại thì chị đoàn phường đang cập nhật cái danh sách là 50 tuổi. Thì khó khăn của phường là hiện nay là đối tượng 50 tuổi là thường xuyên đi làm. Nên các tình nguyện viên mà khi đến xét nghiệm cho các nhóm đối tượng đó thì gặp khó khăn. Tại hiện tại thì các em phải đi luôn vào ban đêm. Để phục vụ kịp trong cái công tác mà phòng chống dịch và kịp thời đưa thuốc đến tận nhà cho những cái đối tượng nguy cơ thì là trạm y tế đã linh hoạt là nếu như có những hộ gia đình tự test được thì trạm y tế sẽ hướng dẫn quay hoặc chụp cái kết quả trực tiếp đó gửi lại cho bên y tế. Hoặc nếu như có những cái trường hợp nhóm nguy cơ mà cần thuốc mà trạm y tế chưa có thể mà xuống phát được liền thì có thể là cử người nhà những người chưa dương đến trạm y tế nhận thuốc. Quận Phú Nhuận đang liên tục cập nhật danh sách thường xuyên những người thuộc diện cần được bảo vệ trong chiến dịch, triển khai xét nghiệm tầm soát, tăng cường truyền thông với gia đình có người thuộc nhóm nguy cơ cao. Ngành y tế thành phố cũng đang đẩy nhanh công tác tiêm vét mũi vaccine thứ 3, hoàn thiện lá chắn cho cộng đồng để mọi hoạt động kinh tế, đời sống xã hội hồi phục nhanh hơn. Cụ bà của gia đình chị Ngọc Oanh đã gần 90 tuổi, đi lại khó khăn. Người nhà cũng không thể đưa bà đến điểm tiêm được. Đây là mũi thứ 3 và cũng là lần thứ 3 bà cụ được các bác sĩ phường trực tiếp đến nhà thực hiện việc tiêm chủng. Thấy trạm y tế phường Lê Đức làm việc rất là tốt, thường xuyên thăm hỏi và cố vấn thuốc để cho bà, tại bà bị cao huyết áp đó, ra được phường tận tình giúp đỡ. Các trạm y tế trên địa bàn quận 7 đang hoạt động hết công suất. Ngoài việc tiêm vaccine ngừa COVID-19, lực lượng y tế còn thực hiện nhiều biện pháp nhanh chóng hoàn thành chiến dịch bảo vệ người có nguy cơ cao. Có một số trường hợp là các ông bà cụ già là không thể nào ra điểm tiêm được. Và có một số người bị bệnh lý nền nặng như tai biến cũng không đi tiêm được thì là sẽ đi đến từng nhà để tiêm cho
cho các ông bà cụ và những người có bệnh lý nền nặng không đi lại được từng nhà một. Trạm y tế đã lập danh sách nè, rồi lên danh sách những người mà đối tượng nguy cơ cao tới tận nhà phát kit test để mà tầm soát diện rộng cho những người mà đối tượng trên 50 tuổi. Thì đối với người bệnh nền và người có cao tuổi là đối tượng mà dễ bị tổn thương á, thì trạm cũng cố gắng là động viên tinh thần của họ sau khi mà hết bệnh rồi thì ra tiêm chủng nếu mà chưa đủ 3 mũi. Bằng việc mở cao điểm chiến dịch lần này, Thành phố Hồ Chí Minh hy vọng sẽ kéo giảm số ca bệnh nặng ở đối tượng nguy cơ cao trong thời gian tới. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa khuyến cáo người dân không nên mua trữ Monopiravir vì nguồn thuốc này trên thị trường không thiếu. Hiện Thành phố Hồ Chí Minh còn khoảng 29.000 liều thuốc kháng virus đang cấp phát miễn phí cho F0 đủ điều kiện tại các trạm y tế cố định và lưu động. Bộ Y tế cũng đã cấp phép sản xuất thuốc Monopiravir cho 3 doanh nghiệp dược, đạt năng lực sản xuất khoảng 2 triệu viên mỗi tháng. Sắp tới, Bộ Y tế sẽ cấp phép sản xuất Monopiravir cho các công ty dược đủ điều kiện khác. Vì vậy, nguồn thuốc Monopiravir trên thị trường không thiếu. Mặt khác, thuốc kháng virus có hạn sử dụng ngắn từ 6 đến 8 tháng. Đây là thuốc điều trị kê toa. Người bệnh phải tuân thủ nghiêm hướng dẫn của cơ sở y tế. Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa có kiến nghị trường hợp F0 không có triệu chứng, tự nguyện tiếp tục làm việc, có thể làm việc trực tuyến, chăm sóc người bệnh COVID-19. F1 thì được phép làm việc tại trụ sở cơ quan, doanh nghiệp, nhà máy. Đề xuất này được kỳ vọng sẽ giúp nền kinh tế phát triển đúng nghĩa, thích ứng an toàn, không còn hụt nhân sự liên tục vì dịch bệnh. Doanh nghiệp và chuyên gia nghĩ gì về vấn đề này? Mời quý vị đến với ghi nhận của phóng viên HTV. Công ty này chỉ có hơn 100 người, vì vậy để đảm bảo tiến độ các đơn hàng, chỉ những nhân viên là F0 mới được nghỉ để điều trị. F1 và những người khác vẫn đi làm bình thường. Theo mình nghĩ thì F1 bây giờ thì không cần thiết phải cách ly nữa và đi làm. Tại vì nếu mà bây giờ mà F1 mà cách ly thì chẳng còn ai để có thể đi làm được nữa. Cả một cái hệ thống làm việc 100 người mà chọt cái có 10 người không làm, thì coi như là 90 người kia cũng không hoạt động. Nếu mà tiếp tục hình thức này, chúng ta phải chờ cho đến doanh nghiệp đủ 100% F0 thì thôi, thì mới yên tâm làm việc. Như thế thì rất là mệt. Và đấy là chưa kể cái chuyện F0 họ còn tái lại nữa. Chuyên gia dịch tễ cũng cho rằng đưa COVID-19 trở thành bệnh đặc hữu là chuyện sớm muộn, bởi các hoạt động kinh tế đời sống đều cần phải trở lại bình thường. Với tỷ lệ phủ vaccine và sự chuẩn bị của hệ thống y tế như hiện nay, hoàn toàn có thể làm được điều này. Chúng ta biết rằng đa số những người mà không có nguy cơ mà chích ngừa rồi á, thì họ sẽ tự khỏi trong vòng 3, 5, 7, 10 ngày. Thì tại sao mình lại bắt họ không đi làm? Nếu họ làm trong một cái môi trường mà trong đó không có ai có nguy cơ hết, để mà trở nặng hết, và ai cũng đã chích ngừa hết, ai cũng là người trẻ khỏe hết, thì họ chỉ cần mang khẩu trang và không ăn chung ngủ chung trong một thời gian nhất định, thì xem như F0 đó là không việc gì phải ở nhà. Nếu chúng ta là đối tượng nguy cơ thì chúng ta tiếp cận y tế sớm. Mình không nên tách bạch quá F1, F0, F2 nữa. Ai mà bị bệnh thì nghỉ, làm ở nhà. Khi nào đủ sức khỏe đi làm lại. F0 lên đi làm nhưng mà sau 3 ngày đã xét nghiệm mà thấy kết quả âm tính. Và còn F1 thì tôi nghĩ rằng là không lên để họ ở nhà. Nếu mà họ đã test là âm tính. Nhưng mà họ sẽ test tại doanh nghiệp khi họ làm việc bằng chính y tế của doanh nghiệp hoặc y tế của địa phương. Thì như vậy hoàn toàn, thứ nhất là vừa giải quyết vấn đề thu nhập cho người lao động, vừa giải quyết công việc của doanh nghiệp, vừa tạo một tâm lý cho cộng đồng doanh nghiệp rằng họ vẫn, các cán bộ nhân viên là những người vẫn làm việc. Có thể thấy việc thay đổi quan điểm về F0 và F1, nới lỏng các biện pháp cách ly khi cần thiết, không chỉ là kỳ vọng của các chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp, mà còn là bước đi quan trọng để tiến tới giảm ảnh hưởng COVID-19 lên chuỗi sản xuất, ổn định tâm lý người lao động, đẩy nhanh quá trình phục hồi kinh tế. Tiếp theo là phần điểm nội dung chính các báo phát hành sáng nay. Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh có bài ghi nhận thực trạng nhiều nhà cung cấp đề nghị tăng giá nguồn hàng vào siêu thị trên địa bàn thành phố. Nguyên nhân do giá xăng dầu, ga, nguyên vật liệu liên tục tăng cao, doanh nghiệp áp lực, người dân buộc phải thắt chặt chi tiêu.
Theo khảo sát của Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, giá thành sản xuất của các doanh nghiệp bình quân tăng 47%, nhưng giá bán của các doanh nghiệp chỉ tăng lên 17%. Do dịch bệnh, một số sản phẩm hàng hóa bị mất thị trường, giá trị tồn kho tăng 30% so với bình quân các năm trước. Thị trường lao động, vật tư, hàng hóa thiếu hụt đáng kể, khiến cho phần đông doanh nghiệp phải gồng gánh chi tiêu cao. Báo Tuổi Trẻ số ra sáng nay trích đăng ý kiến của nhiều chuyên gia kinh tế nhận định tổng thu từ các khoản thuế đối với xăng dầu liên lên tới hơn chục ngàn tỷ đồng mỗi tháng. Nếu giảm thuế bảo vệ môi trường 1.000 đồng như đề xuất của Bộ Tài chính, ngân sách giảm thu khoảng 11.982 tỷ đồng là quá ít, cần giảm thuế ít nhất 2.000 đồng một lít xăng. Khi đó thì chi phí nguyên vật liệu của nền kinh tế sẽ được kiểm soát, sẽ có cơ hội tăng GDP và kiểm soát lạm phát. Ngoài ra, nguồn thu ngân sách nhà nước đang tăng khá tốt nhờ giá dầu thô tăng vọt nên mạnh dạn giảm thêm rồi lấy nguồn bù đắp từ xuất khẩu dầu thô, có nghĩa là lấy lợi nhuận từ dầu thô để bù giá xăng dầu. Báo Người Lao Động có bài viết phản ánh, theo thống kê sơ bộ, tính tới ngày 1 tháng 3, cả nước có khoảng 920.000 F0 điều trị tại nhà có nhu cầu cấp giấy chứng nhận mắc COVID-19 để hưởng chế độ, trong đó có chế độ nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội. Bộ Y tế vừa có văn bản đề xuất Thủ tướng về việc công nhận 7 loại giấy tờ để F0 điều trị tại nhà được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Trường hợp các cơ sở y tế bị quá tải, đề nghị xem xét việc ứng dụng công nghệ thông tin để người lao động tự đăng ký, khai báo ca bệnh F0 hoặc có giải pháp tăng cường sự hỗ trợ của các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn để có thêm nguồn lực cho công tác này. Tin thế giới, trong bối cảnh chiến sự tại Ukraine vẫn chưa chấm dứt, tại thành phố Lviv miền Tây Ukraine, Tổ chức Y tế Thế giới WHO bắt đầu phân phối vật tư y tế. Trong khi đó, thì Ngân hàng Thế giới WB đã phê duyệt gói hỗ trợ bổ sung 489 triệu đô la Mỹ cho Ukraine. Gói hỗ trợ này sẽ được giải ngân ngay lập tức. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết thành phố Lviv đã nhận được 2 máy phát điện đủ để cung cấp điện cho các khu vực. Và các hàng cứu trợ là vật liệu y tế đã được trữ sẵn trong các nhà kho ở ngoại ô thành phố. Chỉ trong vài ngày, chúng tôi đã đem tới đây 36 tấn mét khối vật tư y tế, chủ yếu dành cho những người bị thương và các cuộc phẫu thuật, đồng thời các thuốc thang cần thiết cho các loại bệnh khác. Chúng tôi đang thảo luận với Bộ Y tế Ukraine để xác định chính xác loại hàng cứu trợ tại đây để tiếp tục cung cấp trong những tuần tới. Hiện Liên Hiệp Quốc cũng đã kêu gọi tạo điều kiện cho hành lang nhân đạo an toàn để vận chuyển hàng cứu trợ tới các khu vực chiến sự tại Ukraine. Trong một diễn biến liên quan, Ngân hàng Thế giới WB hôm 7 tháng 3 đã phê duyệt gói hỗ trợ bổ sung 489 triệu đô la Mỹ cho Ukraine. WB hy vọng khoản hỗ trợ được giải ngân nhanh chóng này sẽ giúp chính phủ Ukraine cung cấp các dịch vụ quan trọng cho người dân, trong đó có tiền lương cho nhân viên bệnh viện, lương hưu cho người già và các chương trình xã hội cho những người dễ bị tổn thương. Ngày 7 tháng 3, gã khổng lồ dầu khí Shell thông báo sẽ ngừng mua dầu từ Nga, cũng như ngừng tất cả các hoạt động của công ty tại nước này. Shell cho biết sẽ ngay lập tức dừng mua dầu thô Nga, đóng cửa khoảng 500 trạm dịch vụ và ngừng các hoạt động về nhiên liệu hàng không và dầu bôi trơn tại nước này. Dự kiến thay đổi về chuỗi cung ứng trên sẽ mất khoảng vài tuần để hoàn thành và dẫn đến việc giảm lượng sản phẩm đầu ra từ một số nhà máy lọc dầu của công ty. Việc dừng các hoạt động khác sẽ được triển khai theo từng giai đoạn. Ngoài ra, công ty lên kế hoạch ngừng tham gia dự án đường ống dòng chảy phương Bắc 2 từ Nga đến Đức. Giám đốc điều hành Shell cũng lên tiếng xin lỗi về quyết định mua dầu thô Nga hồi cuối tuần qua. Ông còn cho biết, lợi nhuận từ lượng dầu Nga còn lại của Shell sẽ được quyên góp cho quỹ hỗ trợ người dân Ukraine. Khoảng 8% lượng dầu thô của Shell đến từ Nga. Sau 10 ngày mở chiến dịch quân sự tại Ukraine, Nga hiện đã trở thành quốc gia bị trừng phạt nhiều nhất trên thế giới, vượt qua cả Iran và Triều Tiên. Bloomberg dẫn số liệu của trang cơ sở dữ liệu Castellum.ai, chuyên trang theo dõi các biện pháp trừng phạt toàn cầu, cho biết Nga đã nhận thêm 2.778 lệnh trừng phạt mới từ Mỹ và các đồng minh châu Âu từ ngày 22 tháng 2, qua đó nâng tổng số lên hơn 5.530. Con số này đã vượt qua Iran, quốc gia phải đối mặt với 3.616 lệnh trừng phạt trong suốt một thập kỷ qua, với nguyên nhân chủ yếu là chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này. Các biện pháp trừng phạt Nga cho thấy sự thống nhất giữa Mỹ và các đồng minh khi buộc Moscow phải dừng chiến dịch quân sự tại Ukraine. Trước đó, nhiều lệnh trừng phạt Nga của Washington bắt nguồn từ cáo buộc Moscow can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, cũng như tấn công những người bất đồng chính kiến ở Nga và nước ngoài.
Quốc gia dẫn đầu về số lượng biện pháp trừng phạt Nga là Thụy Sĩ với 568 lệnh cấm vận, xếp sau đó là Liên minh châu Âu EU với 518 lệnh cấm vận và Pháp với 512 lệnh cấm vận. Mỹ đã áp đặt 243 hành động trừng phạt đối với Nga. Hôm nay, cử tri Hàn Quốc sẽ đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 20 để chọn ra người lãnh đạo đất nước. Các ứng cử viên trong ngày 8 tháng 3 đã tiếp tục nỗ lực giành thêm sự ủng hộ của các cử tri. Dòng đua tập trung vào 4 ứng cử viên hàng đầu, gồm ông Lee Jae-myung của đảng Dân Chủ DP cầm quyền, ông Yoon Suk-yeol của đảng Sức mạnh Quốc dân PPP đối lập chính, ông An Chon-su của đảng Nhân dân Trung lập và bà Sim Sang-jung của đảng Công lý Tiến bộ. Cả 4 ứng cử viên đã thực hiện chiến dịch tranh cử đến phút chót để thu hút sự ủng hộ của các cử tri. Tuy nhiên, cơ hội chiến thắng trên thực tế chỉ dành cho hai ứng cử viên Lee Jae-myung của đảng DP và ông Yoon Suk-yeol của đảng PPP, trong khi tỷ lệ ủng hộ hai ứng cử viên này đang rất sát sao. Trong cuộc vận động tranh cử tại đảo Jeju, ông Yoon Suk-yeol nhấn mạnh mình là ứng cử viên luôn biết lắng nghe nguyện vọng của cử tri. Trong khi đó, ứng cử viên đảng Dân Chủ cầm quyền Lee Jae-myung tập trung giành thêm phiếu tại khu vực Seoul với đối tượng hướng đến là giới đầu tư chứng khoán. Trong thông điệp tranh cử, ông Lee Jae-myung kêu gọi người dân đoàn kết phát triển đất nước và hứa hẹn sẽ điều hành đất nước một cách ổn định trong các lĩnh vực kinh tế, ngoại giao và phòng chống dịch bệnh nếu đắc cử. Hiện giá xăng dầu trong nước đang có chiều hướng tăng, nguy cơ làm tăng chi phí sản xuất. Chiều qua, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với các hiệp hội ngành nghề, ghi nhận nhiều kiến nghị để ổn định chuỗi sản xuất thương mại. Nhận định chung cho thấy tình hình kinh tế xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh đang có những dấu hiệu hồi phục tích cực, giá trị sản xuất công thương nghiệp, dịch vụ, thương mại của thành phố đều tăng so với tháng trước. Tuy nhiên, những tác động về giá xăng dầu đang khiến các ngành nghề gặp khó, nhất là ở khâu đầu vào nguyên liệu. Xem xét lại cắt giảm một số các mức thu phù hợp, bởi vì có hai lý do. Thứ nhất là các doanh nghiệp hiện nay cũng đang khá là khó khăn, giá sợi cô tông trong 2 năm vừa qua là tăng 70%. Và giá nguyên phụ liệu của các trong nước thì cũng đang tăng khoảng 40%. Nhiều hiệp hội cũng mạnh dạn đề xuất hiện Việt Nam đã sản xuất được nhiều mặt hàng nguyên phụ liệu, các mặt hàng công nghiệp hỗ trợ. Nếu kết nối được các doanh nghiệp sử dụng sản phẩm thay thế hàng nhập khẩu cũng sẽ góp phần giữ giá sản xuất ổn định. Chúng tôi muốn nói cái chuyện Made by Việt Nam là cũng cái ý là người Việt Nam dùng hàng Việt Nam đó. Đó có nghĩa là người Việt Nam có cái công nghệ, nắm được công nghệ và tạo được những máy và những dây chuyền hay những sản phẩm Việt Nam luôn. Chúng tôi muốn rằng là sở cũng đẩy cái chương trình này lên cao để cho mọi cái doanh nghiệp càng tin tưởng hơn sử dụng các thiết bị công nghệ của chúng tôi. Cần có các dự báo về chính sách và đề xuất của các hiệp hội ngành nghề. Các thông tin mang tính dự báo sẽ giúp doanh nghiệp chủ động trong điều tiết sản xuất. Cung cấp thêm cái dịch vụ điều tra nghiên cứu thông tin về thị trường quốc tế cho doanh nghiệp. Theo dõi kịp thời tình hình và nghiên cứu các chính sách thương mại có thể đã thay đổi ở các nước khác sau thời gian dịch bệnh. Từ đó đưa ra những cái dự báo tác động lên nhóm ngành hàng, sản phẩm nhằm định hướng và đề xuất các cái biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp cụ thể. Mỗi một doanh nghiệp thì không có khả năng để mà làm, mà chỉ có các cái ban ngành của thành phố, của chính phủ mới có thể đáp ứng được. Thành phố đang có những nỗ lực trong công tác kiểm soát dịch song song với nhiệm vụ phát triển và khôi phục kinh tế. Cùng với những chính sách cập nhật từ chính phủ, ngành công thương thành phố sẽ tiếp tục ghi nhận và triển khai các đề xuất kế hoạch hỗ trợ cho các doanh nghiệp cả trong ngắn hạn và dài hạn. Thưa quý vị, sau 5 năm thực hiện chỉ thị số 32 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông, tình hình phương tiện chở hàng quá tải trọng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có chiều hướng giảm. 5 năm qua, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đã lập biên bản hơn 11.000 trường hợp vi phạm với gần 6.000 phương tiện quá tải, quá khổ, xử phạt tổng số tiền 159 tỷ đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn hơn 3.400 trường hợp. Theo Sở Giao thông Vận tải thành phố, kể từ khi có chỉ thị 32, ý thức chấp hành của người điều khiển phương tiện, chủ hàng hóa tốt hơn, hạn chế hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Việc áp dụng hệ thống kiểm soát tải trọng xe tự động đã giúp nâng cao hiệu quả công tác thanh kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố.
Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết thành phố sẽ đầu tư kết nối các trạm xe buýt, bãi đậu xe với nhà ga tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Cụ thể, Sở sẽ xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, bãi đậu xe, các trạm dừng, đậu xe buýt xung quanh các nhà ga metro dọc hành lang xa lộ Hà Nội như ga Văn Thánh, Tân Cảng, An Phú, Rạch Chiếc, Phước Long, Bình Thái, Thủ Đức, khu công nghệ cao, Đại học Quốc gia, bến xe Suối Tiên, bến xe Miền Đông mới. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 118 tỷ đồng. Tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên dự kiến chạy thử vào giữa năm nay. Việc kết nối các nhà ga tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên với xe buýt tạo thành hệ thống giao thông công cộng hợp nhất, đa phương thức, giúp phát huy tối đa hiệu quả của tuyến metro. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Kính chào tạm biệt.